Em kính chào cô chú anh chị đã trở lại video của em. Có gốc trà là lưới xù nó đi, mấy ảnh đi ngang, lưới mà ảnh đi ngang này đè lên cái cổ trà nó bị lặn xuống, nó máng gốc trà và nó nhặn nước chảy nó nhặn xuống. Là giờ anh ba anh kêu mình làm bạn xuống gỡ lưới cản ra cho nó nổi lên, rồi mình cọc thêm can lại cho nó đừng chìm lúc trà nghe cả nhà. Lưới mà ảnh mà đi ngang mà nó nhiều quá, nó đè là nó không có đứt là nó nhặn luôn mất tiêu gốc trà luôn rồi. Hoặc là mấy anh lại cắt bỏ lưới nhằm khi đứt trà gỡ nó la lại cắt cây trà mình luôn cả nhà. Trà nhằm khi mình cái dạng lưới xù nó dài á, mấy anh né không được chứ có định dạng. Giờ anh ba đè mình đem lên anh tước, đem lên tước mấy anh mới nhảy xuống lặn nha cả nhà. Hai ba nhá đều luôn.
đường nào xuống đây. Đang ngọt. Tao ngồi luôn đi tao. Tao ơi, nó cần đi để tôi đưa tay đây. Tại sao mấy con lợn quan trọng từ đây chỉ lên mũi trong
hỏi tới tôi hỏi rồi tóm đi, tóm mới xin cho tụt xuống đi. Lúc này lắp vô vậy đúng. Đâu ra hết. À, cái này làm giỏng 4 lớp nằm im luôn. Mày chọt lủng giò, chọt dính giò trời á. Nổi lên rồi. Không rồi cả nhà ơi, lưới xù nó đè máng thì mà anh cắt á, thì lưới nó nặng đè chà xuống phải sợi lên thì mình cởi cọc phao tới lại rồi nó mới nổi chà lên như cả nhà gốc te lưới mà cản gốc te nó nhặn như nước. Nghỉ chút anh ba chạy đi kiếm cá ngừ nha cả nhà.
đang kêu cá ngừ đó anh ba, đó anh ba, nó nhau gom lại là đó, nó gom lại là đó, đó nó gom lại là đó, đó đó nó nhau dùng nước lỏng á lươi đó, rồi nó nhau không à cả nhà ơi. Rồi, hậu dưới, hậu hậu chị, hậu chị. Rồi đi. Xuống, xuống bỏ hống đi đạp đi Tư Lâm. Tư Lâm. Đằng hồi sợ nó nhét nó tuột xuống. Ai vô? Bỏ hống đi Tư ơi. Kêu ông chạy hết lưới đi mà ông chạy. Kệ xuống đập đại anh ơi. Rồi cá còn tụt tùng cả nhà ơi. Đát đát đổ cho đát. Đánh được trên này. Kiếm dùng lại cái.
Vậy nghỉ này qua cái không lộn. Rút cái tùng qua cái ơi. Rút cái tùng qua cái đi. Mở kéo lại đi. Không có từ từ nó bọc à. Sắp đại quá ơi. Quá tời dưới luôn kìa. Bài này cá chỗ. Vụ cái nắp rồi. Văng cái nắp bắt tiêu được phải rồi. Ê ê ê ê lẩm nắp cho đó. Thôi. Quy à. Quy à. Ôi, đâu? Đâu vô vlog vậy. Trông trông quá. Sáng vậy tới cắt mẹ cái phao kia lại. Mạnh đi, lại đi. Vậy 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 giờ nó ngon rồi. Nó ra luôn. Tập bể tàu mày. Mẹ chỉ nước kêu rồi. Còn cá nghe cả nhà. Tùng nhỏ quá. Nhìn mấy ảnh nhau nhau giờ quýnh mấy ảnh dạng ghê. Giờ là lấy vắt lưới là tối luôn rồi, hết đánh vắt lưới ngay được. Đâu lấy cái phao đỏ mà phao đỏ hết rồi. Hình như nó ở ở mé ngoài phải không? Không nhiều chứ có vô. Chặn vài cậu. Không nhiều. Vô luôn á. Thì giá trị được. Tắn vô, tắn vô rồi. Cá nó, bài cá nó còn nổi tên nghe cái pha giờ diện phao nha cả nhà. Đó vậy. Thấy rồi, nó hết ra rồi. Để đi. Đi cái này. Cái lại rồi. Đi chơi lên chút ăn. Lại đi chơi bắt cá lại. Lại đi. Nguy hiểm rồi. Lùm. Tao cho hồi nãy không chịu ăn cơm. Bên bản chưa có lên gì lớn. Không mà điều gom tiền vậy không có. Nó vậy nó trường lên đây à, cá trường lên phải trường xuống đó đỡ, cá trường lên đây à, giờ chì ở đây, lên đây là cái miệng đây nè. Xối lại miếng nước ngọt đây. Đắt hôm quay tiếp nha cả nhà. Bây giờ phụ kéo phao với anh Lùng nha cả nhà. Lưới ép và chảy tắp có cá có đóng rồi kìa. Mấy anh cá 50 lên 50 xuống. Nước nó chảy quá xuôi nó ép lại đâu có con nào lên mặt được. Xuống thấy nước gì đâu nó lưới nó nằm trên mặt mà nhốt lại dưới. Thì không nhiều quá. Đóng bên đây. Vài chục cá thôi cả nhà, không biết mấy chục mà ăn cá 50 lên 50 xuống. Có cá qua. Nhìn xương luôn. Sẽ khô cho mắm me. Thì cảnh bự bự luôn cả nhà ơi. Anh. Con qua con cánh.
nó giãn mạnh hơn cả cánh. Nhưng mà em thì cá cánh nó mắc hơn cá qua, mà em với mấy anh là chịu ăn cá người qua hơn cá người cánh cả nhà. Thịt nó không có, nó ít chua hơn cá người cánh. Dạ. Đóng bên đây, bên kia đâu đóng. Chính tư quýnh lòi chừng vô nữa. Chính tư quýnh tước, à, không biết. Đấy, cái bo có bầy chim. Hai chồng quen hai đại đâu cũng muốn. Đây là đóng suốt luôn á, tới chừng tác là không còn con nào á. Vì nó nằm mé bên đây không nghe cả nhà. Thôi. Em 50 em lên mà. Hết rồi. Chân rồi, sau chân rồi. Dạ ai dám chơi không? Bác chị ra chị xuống nè. Chị lướt hay lại. Ừ. Hả nào nó qua cái con này là không còn con nào. Mà nhiều lắm phao chứ gỡ nhiều lắm mấy em. Bây giờ nó sâu rồi không? Hồi nay không có cá bò ta, không có bò gai anh hai. Nó không thấy cá bò gai. Qua cánh lộn xộn luôn nghe cả nhà. Rồi à, giờ nó sâu chơi. Qua cánh lộn xộn em nào cá thì đứt em rồi đúng rồi. 60 lên, 60 tướng cá nước với mì. Còn xị lên xị xuống thì kẹt. Trời ơi. Trời ơi, thấy không? Tới khúc này nó sâu ghê không? Đợi hết nhiêu phao là nhiều lắm á. Còn lúc bao phao đi nhiêu. Đó, thiệt tôi cũng ngờ cá này, tôi thấy nhảy nhỏ nhỏ không mà sao bự dữ ta. Được 15 khên rồi đó. Tôi đâu ngờ cá này nó nhảy chút chút, bự bự lúc lợi. Con cá không bự không? Thank you.
xương luôn. Ôi. Hỏi xin xương nữa anh hai. Hỏi xin xương luôn. Hỏi xin xương nữa. Nãy nó về nè, sẽ nó nấp con bên thì cả nhà bên đây còn mớ phao mà bên đây không có cá. Lên. Vì nước chảy nó ép lưới có nhiều đóng hết nhiều. Nước chảy này mà số lượng nhiều cái là lên bên là gỡ mệt luôn á. Chừng vô chừng 2 tấn cá là gỡ sẽ là lâu vậy đó. Rồi. Nhiêu đây là 25 cân ngọt chết rồi. Nhiêu đây hăm mấy kết à. Điều ơi, giờ không có tới nó lùi chừng nào là hết lưới biết. Giờ hết lưới biết. Chắc cú là đua tăng này cho mình đua rồi. Đóng nữa thôi. Đấy rồi, xếp chúng ta khác là cậu ơi. Chắc cú rồi. Ăn rồi cậu ơi. Trời ơi mày sao làm ai vậy? Có 100.000 mà làm thế ghê quá. Nó đã chấp nhận chơi mà hồi vậy. Rồi bảo đảm cậu ăn rồi. Cậu ăn đủ bảo đảm ăn ngọt chứ. Đây nhỏ 35 rồi đó. 35 đi. Con cục cái đây cả 5 kết á. Còn được mấy kênh nữa là 4 mấy kết rồi cả nhà. Thì cũng hên nhiên cô chú anh chị. Đến vô là được. Cá cánh với cá hoa bự. Nhiều đóng hết trơn, còn được mấy kết. Giờ em đi lượm xin sơn. Xin sơn mổ khô cả nhà. Xin mổ khô cả nhà. Xin sơn hả? Ừ. Không có. Khô luôn. Tới có thịt heo chưa? Không nổi luôn. Trời nắng. Thấy dân đi biển mà hồi nào là cũng phải thịt á, còn ở nhà ngán thịt.
bự tử cái vũa luôn, anh đang móc bự tử cái vũa. Này mày cá, cá mấy anh câu của Huy được hơn cá đổng làm khô đã luôn Huy. Hơn cá đổng này mình gặp có tiền là làm khô đã. Gặp ta có tiền là ta mua cá đổng mổ khô luôn. Vô kết hết trơn. Mấy giờ mà còn mây chiều rồi anh ơi? Mây chiều vừa tối. Có con ong có hổm, bờ hổm có ong có hổm anh ba kêu video không bờ muốn la chưa? Ong la lội đó. Tại em coi mấy anh chạy tới coi như chiến hạm. Chả này chả kết 90 tấn không ta? Lội ổ cây á. Tụt ga. Thấy mấy ông lội sắc đèn á. Thấy không? À tắt đèn, tắt đèn. Rồi đèn nhá, mấy đèn về nhá đèn. Cao. Chuyển bạn qua. Nói đi. Ủa nay về qua bên đây rồi hả? Ủa thấy có khác người hay người bạn mà. Cơm chưa mà hai ông cái bụng ông nào không thấy ghê hả? Bắn cá xong lấy trà về. Sáng rồi mà mới sắn cả nhà. Trời ơi là cao à. Có thịt heo luôn, có thịt heo luôn nha. Hỏi chú ba cái có lụ không? Không, chú ba nó không có rồi mà. Hỏi lỗi mới nó không có chuyện qua. Trời ơi. Ba lý bên lý không có rồi. Một đống đá xanh luôn. Cười, hình như mấy anh chơi quýnh vụt hết ta. Anh em ơi. Đóng đá xanh. Thank you.
đây sáng te lại, không sáng phao. Đồ tươi lâu má luôn. Hay đầu gãy không quá. Cho mấy anh cho một phần ít lắm lâu muốn. Cái nồi. Có dưa hấu luôn. Đâu ôm này mấy anh cho anh. Anh cho thằng Hường phần mớp luôn. Đi đào hành mấy anh cho bí luôn, khoai luôn, ớt, dưa hường. Thịt heo này chống anh cho. Ê, dưa hấu. Qua quả này muối, em muối hầm luôn rồi đừng sàn cha. Dạ, dạ hầm bỏ xuống luôn rồi để sàn cha bỏ cha. Ủa có cho, ủa có cho thịt nữa không ta? Ủa có gửi thịt không ta? Ủa quá còn hả? Rồi xuống hầm luôn. Nghe đồng cái đồng á. Đồng mặt vô nè. Để chuyện đây cho. Vô rồi. Ra đi, tại vậy sao đưa nó. Cho nó đừng có giãn tay. Bằng đêm mà làm đá kìa, cả nhà. Đếm cục. Trời ơi. Có bia luôn. Băng keo. Ngon dữ vậy. Bỏ nước nữa. Chưa. Chưa. Cái te nhà mình, cái te núi nó nhẹ nghe cả nhà. Thúc đẩy xong sát luôn anh Úc. Rồi. Chút lên đó. Rồi. Lấy tè với đá trà xong rồi mấy anh nghỉ nha, bị chiều rồi là hồi chiều rồi sớm là ăn cơm rồi mới đi đánh lưới cả nhà. Rồi về mới ăn cơm nguội thêm mình ăn em tắt bút video tại đây cả nhà. Em cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều nha. Bye bye.